Hello, chào tất cả anh em đã đến với video clip của mình nha. Hôm nay mình sẽ cái review cái bộ lọc của mình nha anh em. Và mình sẽ chỉ hướng dẫn cho anh em cách làm một cái bộ lọc. Cách làm một cái bộ lọc cho cái hồ cá của anh em. Hồ cá săn mồi nha anh em, không phải là hồ cá chép. Tại cá chép ị phân rất là nhiều. Anh em, tôi sẽ chỉ cho anh em cách làm một cái hộp lọc cho hồ cá săn mồi. Giống như ngân lông, tại vì phân nó sẽ là phân rắn thì nó có vi sinh trong đó, nó thể lọc được. Nó ị ít anh em, xài lâu dài được. Nó một cái hộp lọc mình tự chế đây. Ok, quay nha. Ok, bắt đầu ở đây là một cái thùng xốp. Ok, anh em chuẩn bị cho mình có thùng xốp đấy, không cần keo silicon luôn, chỉ cần một cái túi lọc như vậy thôi đấy, sứa lọc đơn giản như vậy thôi. Nó sẽ tưới phân trong cái túi này, xuống cái thùng này thì là sẽ có sứa lọc đấy, sẽ có sứa lọc và đá nhâm thạch. Thì sứa lọc thì anh em nên bỏ ngang ngang tầm dưới cái ống một xí đấy. Nếu như thế này thì là đã ổn rồi anh em à. Đấy, cái ngăn theo cô ta là 3 ngăn đúng không anh em? Của người ta tối đa là 3 ngăn. Đấy, ngăn thứ nhất là nó sẽ chứa phân. Đây, túi lọc này có nhiệm vụ chứa phân. Ngăn thứ hai chứa vi sinh, ngăn thứ ba chứa đá nhâm thạch. Đấy. Rồi cuối cùng là một. Đấy, rồi cái ngăn thứ tư á là dùng để cho lắng xuống. Đây, cho nó chảy xuống. Lại cái ống này là ống nước nó sẽ chảy xuống. Và còn những viên đá xung quanh này gọi là, cái này là sứa thanh, sứa viên và đá nhâm thạch dùng để lọc nước. Đấy, sứa thì dùng để lọc, thì sứa thanh này, sứa viên thì dùng để lọc nước. Còn những cái viên đá nhâm thạch là dùng để khử cái chất ammonia. Còn trong cái túi hồng này là một cái những viên đá nhâm thạch mà rất nhỏ, mình đã bỏ vô cái túi mình buộc lại. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Thay vì anh em sinh viên chúng ta không biết chơi thì có thể là mua một cái bình xịt màu đen xịt lên thì nó sẽ đẹp hơn là mình xài cái nhựa ở ngoài này. Anh em có thể quấn một lớp keo xong em lấy sơn ấy, sơn đen nha, xịt lên thì nó sẽ nhìn rất có thẩm mỹ, còn hơn là anh em để nguyên si như vậy. Ok, sứa thì nó chứa vi sinh đấy anh em, mua chai vi sinh xịt vào thôi, đơn giản lắm. Với lại những dòng cá ví dụ như cá rồng thì thường phân của nó sẽ lắng xuống chứ không có nổi lên. Nếu như mà nổi lên thì anh em chỉ cần vớt nó ra là được. Ok, tóm gọn là như thế này thôi nha. Một thùng xốp, một ống nước hình L. Ok, và sứa không cần tới silicon luôn anh em, dán gì cho dính tay cực lắm. Có nhiều ông mẹ làm nào là lấy ba cái thùng gắn lại xong cái dán vô, mình đã từng thử rồi. Rồi xong cái mình suy nghĩ qua suy nghĩ lại quyết định tự chế, không theo ai hết, tự chế anh em. Mà con cá của mình vẫn sống vẫn ổn đấy. Anh em cứ làm cái hộp lọc như mình chỉ là ổn. Ổn thôi nha anh em. Đấy, con phát tài của mình nó ị phân như là con trâu luôn mà mình vẫn không thèm mà vớt ra đấy anh em. Có gì phân thì phân nó nuôi vi sinh. Đấy, khỏi cần phải chăm vi sinh, bởi vì mình đâu có cần vớt ra làm chi đâu anh em. Đấy. Con phát tài của mình bự cỡ vậy là anh em biết chắc mình cũng nuôi cũng lâu rồi nha. Nuôi cũng lâu rồi đấy. Mà mình chỉ mới up video nó vào gần đây thôi, hồi trước nó được thả hầm. Đấy. Để thả hầm mà mấy con dưới hầm lên tầm 5 size thì đấy, bơi theo tay mình đấy anh em, đấy ngoan lắm. Đây, hồi bữa nó có nhảy lên nó cắn, nó táp mình một miếng, mình đang cho nó ăn con tép, à không, ăn cám chứ, mình cho nó ăn cám với lại tép thì nó nhảy lên nó táp cho mình một cái lủng cái lỗ, thốn lắm anh em à, hơi rác rác. Thật sự thì cũng không có đau gì mấy nhưng mà nó hơi thốn. Lâu lâu mình lọc tép cho nó ăn thì nó hơi đau. Đặc biệt là mình hay là ngâm tép với muối rồi bỏ thêm một tí xíu men tiêu hóa vào nữa anh em. Ok, hẹn anh em ở video clip tiếp theo nha. Cách làm đây, cách là đây là cái máy lọc 180.000, cái loại bự nhất, vừa có thổi luồng vừa có oxy luôn, vừa lọc nước luôn, 3 trong 1. Đấy, anh em mua một cái máy như vậy 180, quê mình bán 180, trên các anh em thì không biết bán bao nhiêu, tùy chỗ mỗi giá mỗi khác, đa phần mình thấy toàn là bán 180 thôi. Một cái ống nước đấy, một cái ống nước với lại một cái thùng xốp đấy gắn vào, xong cái đâm xuyên qua luôn nha anh em, đâm xuyên qua luôn, khỏi cần phải dán silicon gì hết, tại vì á nước thì nó sẽ chảy thì chảy xuống hồ chứ nó có chảy ra ngoài đâu, bởi vì mình cũng không cần dán keo silicon đấy. Cái phần dán keo silicon thì có nhiều bạn thì làm không được, tại vì giống như mình không có biết xài cái bắn đó, mình không biết xài cái đó, mình dán cái bữa mình dán mà xài hết nguyên chai keo silicon luôn. Mà mình cũng không biết tại sao nó hết. Hài lắm anh em à. Đấy,
chỉ cần một chút xíu thôi, anh em chỉ cần bỏ ra một chút xíu, tầm khoảng 15 phút là anh em đã có được một cái hộp lọc. Còn nếu mà anh em mua thì sẽ nhanh hơn. Ok, hẹn anh em ở video clip tiếp theo. Mà cái hộp lọc dưới quê mình bán 180 mà có 3 ngăn thôi nha anh em à. Mà nó cao khoảng tầm 20 xăng, 15 xăng, rộng thì 40 ấy, 3 ngăn. Để mình quay cho anh em xem nha. Đây, cái hộp lọc của mình đây 3 ngăn, 180.000. Thiệt. Đấy. Mình biết cái nguyên lý của nó thì làm cái hộp lọc rất là dễ, chỉ cần một cái thùng xốp, một cái ống nước đâm xuyên qua rồi bỏ cái dây thun nước vào thôi là nó đã chảy rồi. Bên dưới anh em lót một vài sứ thanh, sứ viên rồi một chút xíu viên đá nhâm thạch thôi. Mà cái cách mình lót á là mình sẽ để sứ thanh bên dưới. Đấy, xong anh em rải cho mình thêm một lớp nữa là đá nhâm thạch. Tại đá nhâm thạch thì nó rất là rẻ, anh em cứ xài đi. Anh em cứ xài rải xuống thoải mái. Sau đó anh em bên trên anh em phải lót thêm một cái đó gọi là đúng rồi, sứ viên anh em à, sứ viên ấy. Bên dưới là sứ thanh, rồi đá nhâm thạch, rồi mới tới sứ viên. Thì là sứa thanh ấy, mấy viên sứ viên anh em, phân nó sẽ lắng xuống mấy cái viên sứa viên, sau đó nó xuống cái viên sứa, sau đó nó xuống đá nhâm thạch. Đá nhâm thạch thì nó sẽ không có vi sinh cho nên nó sẽ không có xử lý được cái phân đó, thì nó sẽ đi xuống sứa thanh này, nó sẽ xử lý được. Đấy, nguyên lý đơn giản vậy thôi. Còn phần rồi nước thì nó sẽ đi xuống. Đấy, còn cái gì sai sót thì anh em cứ dung đắp rồi cho mình ý kiến nha. Ok, hẹn anh em ở video clip tiếp theo. Bye bye.